tụi nó về kìa ông. Dạ, con xin lỗi ba má. À, chào con. Không có sao đâu con, ba má hiểu mà. À, mà công việc bên nhà ổn hết chưa con? Dạ, cũng đã tạm ổn rồi ạ. Hình như là số máy lần trước. Ai nhắn tin cho anh vậy? Ờ, có ai nhắn gì đâu, là tin rác đó mà. Cho em xem được không? Coi cái gì, em không nên coi mấy tin nhắn này. Quảng cáo lung tung, toàn là nhắn bậy bạ. Anh xóa rồi. Thôi vô trong đi. Anh à, ai mà tặng quà kỳ vậy? Bức ảnh nghệ thuật này đẹp mà em. Em không nói về đẹp xấu. Ý em muốn nói là quà cưới gì mà lạ lùng vậy? Hay là có vấn đề? Anh thấy nó có vấn đề gì đâu em. Thì đó, đây là bức ảnh chụp, chứ không phải tranh nghệ thuật đâu. Mà ai chụp ai, sao lại đem tặng đám cưới của anh cơ chứ? Không có tên người tặng. Đó, thấy chưa? Đúng là có vấn đề rồi. Anh à, em hỏi thật nha. Người đàn ông trong ảnh này có phải là anh không? Trời, em nói gì lạ vậy Lam? Lạ hay không á, anh hiểu hơn em. Nói như em vậy á, anh nghĩ người con gái trong ảnh này chính là em được không? Anh đừng có đánh trống lảng nữa. Em chưa bao giờ yêu ai ngoài anh, còn anh thì ngược lại. Cái người mà tặng bức ảnh này cho anh trong ngày cưới á, chắc chắn là có ý đồ xấu xa. Em nghĩ như vậy thật sao? Nếu không á, anh chứng minh điều ngược lại đi. Alo. Má dặn chị là ngày mai về sớm để lên chùa thắp hương cho ba. Ừ, chị biết rồi. Nè, Lam. Lam à, Lam, Lam. Lam, mở cửa cho anh đi Lam. Lam à. Anh ngủ ngoài đó luôn đi. Trời ơi, mình chưa có đêm tân hôn mà em. Mở cửa cho anh đi. Khỏi, không có tân hôn gì hết. Anh ôm lấy bức ảnh của anh đi. Trời ơi, Lam ơi là Lam à. Mở cửa cho anh đi, anh xin em mà Lam. Thank you.
Ra đây. Má có thấy người đàn ông đó không? Đó. Có phải là cái bác đã đến nhà mình thắp hương cho ba không? Đúng rồi đó. Sao vậy má? Má biết ba ấy không? Má không biết. Thôi mình về đi. Hay là má về trước đi. Con đi gặp ba ấy một chút. Thôi không cần chào mà. Không cần làm phiền đâu. Đi. Má, có phiền gì đâu. Con chỉ ra chào bác ấy thôi mà. Thôi thôi thôi, không cần chào đâu. Người ta đang bận mà, đi về thôi. Má. Má. Làm à, anh biết là món quà cưới làm em khó chịu, nhưng mà xin em hãy tin anh. Trước em á, anh cũng quen một người, nhưng mà đó chỉ là mối tình học trò. Anh chưa bao giờ hung nguyệt nữa, chứ đừng nói lên giường ngủ như vậy. Anh thề có trời Phật và ba chứng giám cho anh đó. Trời nào ba nào chứng giám cho những cái chuyện bẩn thỉu của anh. Nếu sống với nhau á mà em không tin anh như vậy thì làm sao sống được với nhau hả em? Nhưng nếu như anh không có gì thì ai lại chơi ác với anh như vậy để làm gì? Thì làm sao mà anh biết được. Thôi bỏ qua chuyện này đi em. Tụi mình mới cưới nhau mà ba cũng mới vừa mất. Thấy hai tụi mình bất hòa như vậy, má sẽ buồn lắm. Nghe anh đi làm. Thôi về đi. Anh à, nhà mình hết xà bông rồi, hay mình mua xà bông đi. Mình lấy loại nào em? Ngửi cũng thơm lắm, hay mình lấy loại này đi. Giờ anh đảm đang quá. Hay là mình lấy luôn hai bịch nha. Lấy thêm bịch này nữa đi. Anh này, anh á chỉ khéo nịnh thôi. Cái này được nè. Anh Hưng. Chào Nguyệt. Anh đi siêu thị hả? Em nghe nói anh đã có vợ rồi đúng không? Đây là Lam, vợ của anh. Chào chị. Chào chị. Hai người đẹp đôi quá ha. Chắc là hạnh phúc lắm phải không anh? Cảm ơn Nguyệt. Nguyệt đi shopping có một mình à? Không đi một mình thì đi với ai hả anh? Người mà em muốn đi chung á thì lại đi với người khác mất rồi. Nhưng trên đời này đâu có thiếu gì người muốn đi chung với Nguyệt. Trừ anh ra đúng không? Thôi mà Nguyệt, em cứ về hoài. Anh, hay là mình đi lựa đồ nữa nha. Anh đi nghe. Thôi chào anh. Chào. Hai người có hẹn hò với nhau không đó? Hẹn hò gì? Em nói gì lạ vậy? Không hẹn hò mà đứng nói chuyện với nhau say mê vậy à? Hay là tình cũ không rủ cũng đến? Em nên nhớ đây là siêu thị đó nha. Thôi mà em đừng có ghen tuông vô lý như vậy nữa có được không? Như thế nào mà gọi là vô lý? Em phải hiểu là nếu anh còn yêu cô ta thì anh cưới cô ta. Có ai ngăn cản gì đâu mà anh bỏ cô ta. Đằng này á, anh yêu em và cưới em, vậy em là người thắng cuộc. Chẳng lẽ người thắng cuộc đi ghen với người thua cuộc hay sao? Không phải là vô lý là gì? Anh á thì có lý, còn tôi vô lý. Vậy anh xem lại cái sự có lý của anh đi. Nhưng mà anh không có lỗi gì trong chuyện này cả. Em đừng có suy nghĩ lung tung rồi làm khổ em rồi làm khổ anh nữa. Anh nói vậy á, em có tin anh không? Em thấy có lý không? Chỉ được cái lẻo mép. Anh nói thật đó, chứ không phải lẻo mép đâu.
Ai nhắn tin gì cho anh đó? Thì mấy đứa bạn rủ đi nhậu đó mà. Bạn nào? Đưa em coi. Kìa em. Nhưng mà đây là tin nhắn ngày hôm kia. Tin nhắn mới tức thì mà. Thì tin nhắn mới nhất còn gì nữa. Không lẽ tin nhắn sau 2 ngày mới tới? Sao anh không trả lời em? Anh không trả lời được chứ gì? Anh là người xóa tin nhắn. Mà tại sao anh phải xóa tin nhắn? Trời ơi, nhưng mà đó là những tin nhắn em không cần phải đọc. Vậy là anh công nhận với em, anh xóa cái tin nhắn đó rồi chứ gì? Anh Hưng à, có bao giờ em tò mò xem tin nhắn hay là các cuộc gọi của anh chưa? Phải có tật mới giật mình anh à. Anh nói cho em biết nội dung tin nhắn đó là gì. Ai nhắn cho anh? Mà vì sao anh phải giấu em? Được rồi, nhưng mà anh nói thì em phải tin đó nghe. Ừ. Em tin hay không còn tùy thuộc vào mức độ thành thật của anh nữa. Gần đây có một số điện thoại lạ thỉnh thoảng lại nhắn vào máy của anh với những lời lẽ yêu thương. Anh không biết là ai gọi lại thì họ đã khóa máy. Anh nghĩ là người ta chỉ dùng cái sim này để nhắn tin cho anh rồi sau đó lấy ra. Tất cả chỉ là như vậy thôi. Em tin hay không thì tùy. Vô lý. Người ta muốn thổ lộ tình cảm với anh mà người ta lại không nhận lời phúc đáp của anh. Thì sự thật là như vậy đó. Anh sợ em đọc được rồi nghi ngờ lung tung, anh xóa đi thôi. Thôi được rồi. Vậy anh cho em biết cụ thể những tin nhắn đó là gì? Thì toàn những lời dễ dẫn như: dù thế nào em vẫn yêu anh, em rất nhớ anh, vì vừa rồi là em không thể quên anh. Đại loại như vậy đó. Vậy đích thị là chị Nguyệt đó rồi. Không còn ai vào nữa. Cả bức ảnh kia cũng là của chị ta. Anh vô tình không biết hay là giờ như không biết? Cũng có khi anh nghi ngờ giống như em vậy. Rồi anh nghĩ, không lẽ Nguyệt còn yêu anh và đánh mất lòng tự trọng mình như vậy? Em còn nhớ cái thư mà có ký tên là người đồng cảnh ngộ gì đó, em còn nhớ không? Ừ, em không quên đâu. Lần đến cũng nghi ngờ Nguyệt, tìm gặp cô ta để hỏi cho rõ thì bị cô ta sạc cho một trận tơi bời. Anh nghĩ không phải là Nguyệt đâu. Vậy thì ai? Làm với mục đích gì kia chứ? Đó là điều anh cũng chưa nghĩ ra. Vô lý hết sức. Liệu lá thư nạc danh gửi cho mình, bức ảnh tặng ngày cưới, những tin nhắn này và Nguyệt có liên quan với nhau không ta? À mà nè, lần sau á, ai nhắn tin cho anh nhớ đưa cho em coi. Được rồi. Hết giờ làm việc anh sẽ đến đón em. Nếu muốn về sớm hơn thì nhá máy cho anh. Thôi đem tự về cũng được mà anh. Trời, em lạ chưa? Có chồng mà không thèm giữ chồng. Không để anh đưa đón em á, bạn bè rủ đi nhậu thì mất anh luôn đó. Anh không biết, tự mình làm chủ mình à. Đàn ông với bạn bè về nhậu mà nói chuyện làm chủ thì đâu còn đàn ông nữa. Thôi tới giờ rồi em vào đi. Thôi em vô đây. Con Như Thủy đó, sáng nay đi đâu vậy ông? Ai biết, con gái lớn rồi phải để cho nó đi, có bạn có bè chứ. Chứ ăn rồi ở nhà với bà, ế chồng sao? Tôi tưởng nó đi xin việc làm, tôi mới hỏi ông. Ông làm gì mà cằn nhằn dữ vậy? Kệ nó, bà đừng có hối. Học xong rồi á, không lẽ đi chơi hoài sao? Bà biết mà, con gái của bà không phải cái loại đó. Nói chị cho căng thẳng vậy.
Chừng nào mà nó có công ăn việc làm ổn định rồi á, mà nó lấy chồng đàng hoàng rồi á, thì tôi mới hết lo. Ông biết không, trong nhà mình á có trái bơm, không lo mới là chuyện lạ đó. Kìa, nó về rồi á. Bà muốn nói gì nói đi. Ủa, ba má tới giờ chưa ăn cơm sao? Hỏi má con á. Chưa ăn, đợi con về để chết đói hả? Ba má lại mới cãi nhau phải không? Già rồi mà cãi nhau là xấu lắm á. Ai thèm cãi nhau với ba con. Mà đi đâu giờ này mới về vậy? Con có đi đâu đâu. Con vừa mới trong thư viện ra thì chị Nguyệt chỉ gọi lại rủ đi ăn cơm một xíu. Cũng may là ăn xong con về liền á. Muộn chút mới làm dữ vậy. Mà ba má cãi nhau vì con phải không? Cho con xin lỗi nha. Lỗi phải gì? Đem điện thoại di động theo á. Đằng sau có gì vậy nhớ điện thoại về nhà, nghe chưa? Con biết rồi. Tại chị Nguyệt á, cứ cà kêu hoài à. Mà anh con á, lấy vợ rồi. Con còn qua lại với con Nguyệt làm gì? Chuyện của anh chị ấy thì có liên quan gì tới con đâu. Với lại con với chị Nguyệt cũng là bạn bè thân thiết nhau chứ bộ. Con á, thiếu gì bạn bè. Qua lại với con Nguyệt hoài vậy đó. Con Lam nó biết được, nó sẽ nghĩ gì? Cái gì mà má lại lôi chị Lam vào đây nữa? Má con đúng là vô lý. Hết chuyện nọ tới chuyện kia, không đâu vào đâu hết á. Tại ông không biết đó thôi. Chứ lúc trước á, cái cô Nguyệt á, có mơ mộng làm dâu nhà mình lắm. Tôi có đuôi đâu mà không biết. Nhưng mà chuyện qua lâu rồi mà. Thôi ba má ơi, cho con xin đi. Má Tú nè, em phải ráng học. Đầu đại học, anh chị sẽ thưởng cho em một chiếc xe tay ga mới cáo cạnh luôn. Em chịu không? Anh nói đúng đó em. Đừng dụ em, ai cần xe của anh chứ. Tú, anh Hưng là anh rể của con, ăn nói giữ gìn ý tứ một chút. Gái con đứa gì. Thôi. Không có gì đâu má. Em nói đùa đó mà. Thôi, bây giờ cả nhà mình ra ngoài đi ăn cho vui. Đi má. Em không đi. Tại sao tôi có vẻ bất mãn về em và anh như vậy chứ? Tại Tú nói đổ thừa, chúng mình cưới nhau làm ba vui quá nên ba đột quỵ. Sao Tú lại nông nổi về trẻ con như vậy chứ? Lại tin nhắn nữa nè, em xem đi. Anh có biết anh càng hạnh phúc thì em càng đau lòng không? Người tình trong bóng tối. Lại khóa máy rồi. Đó, em tin anh chưa? Chỉ có cô ta chứ không ai hết. Nhưng mà mình có căn cứ gì đâu mà nói người ta hay em. Nhưng mà làm sao phát hiện ra số máy này là của ai? Anh bó tay. Vì khi người ta cố tình phá mình á, thì làm sao dùng số điện thoại thật của người ta chứ? Không lẽ cứ để vậy chịu trận à? Không chịu trận á thì làm gì được. Mà thôi, cứ xem như mình không đọc, vậy là xong. Như vậy thì tức điên lên được. Anh. Ừ? Nhưng mà em thấy vô lý lắm. Yêu anh, tỏ tình với anh, nhưng lại vội vàng khóa máy, không muốn nhận hồi âm của anh là sao? Thì vậy, ta chỉ phá đám thôi. Em nghĩ làm gì cho mệt. Như Thủy, Như Thủy ơi. Ủa,
Hưng đâu mà chị về có mình vậy? À, anh Hưng hôm nay phải đi chạy thử chương trình cho khách hàng. Hôm nay thứ bảy mà chị. Ừ, chị nghe vậy thì anh Hưng nói với chị như vậy mà. Anh với chị lại có chuyện với nhau phải không? Cũng có. À, mà ba má có nhà không? Ba má về quê ăn đám giỗ lâu rồi chị. Thôi vào nhà, chị kể cho em nghe. Chị vô đi. Có chuyện như vậy thật sao chị? Ừ, chị nói dối em làm gì? Chuyện này xảy ra từ khi chị và anh Hưng chưa cưới nhau kìa. Những lời lẽ yêu đương kiểu ấy chỉ có chị Nguyệt thôi. Mà sao chị lại làm những việc như vậy ha? Vì mục đích gì? Được rồi, để em đã có cách. Cách gì? Em nói chị nghe coi. Bí mật. Chị đợi em lâu chưa? Thì cũng bằng... Chị uống gì ạ? Một ly xin tố dâu. Dạ. Cũng bằng khi em hẹn chị từ hồi nãy giờ thôi. À, vậy có nghĩa là lúc em gọi cho chị á, chị ra đây rồi. Ừ. Mày chị ạ? Dạ. Chị uống một mình hả? Không uống một mình thì uống mấy mình hả cưng? Có chuyện gì mà em hẹn chị ra đây vậy? Vậy coi bộ quan trọng lắm đó nha. Có gì đâu, tạm thấy buồn gọi chị ra để nói chuyện cho vui. Mà chị Nguyệt nè, anh Hưng em á có đáng gì đâu. Anh lấy vợ lâu rồi, sao chị không lấy chồng đi? Vậy tại sao em cũng tốt nghiệp đại học lâu rồi em cũng không lấy chồng đó? Em cũng có rồi chứ bộ. Có điều em cũng muốn đi Pháp học tiếp nữa. Chuyện đó tính sao? Thì đó, lấy chồng không khó gì, gật đầu một cái là có người cưới liền. Nhưng ngặt nổi, người mình yêu thì lại không yêu mình, và ngược lại. Vậy theo chị sẽ lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình? Chị sẽ không lấy ai, trừ khi nào cả hai người cùng yêu nhau chị mới lấy. Mà cả hai người yêu nhau cũng chưa chắc là hạnh phúc chị à. Nhìn Hơn và chị Lam của em đó, hai người yêu nhau á, tưởng như trên trái đất này chỉ có hai người đó thôi à. Vậy mà bây giờ anh Hưng lại có bồ, chị tin nổi không? Em nói gì? Anh Hưng có bồ? Nhưng mà bồ đó là ai? Ở đâu? Chắc là hoa hậu hay là người mẫu, hay là ngôi sao diễn viên điện ảnh gì đó. Em không biết cụ thể, em nghe chị Lam nói sơ sơ thôi. Chị biết không, không phải một người đâu, hai người lận đó. Cái gì? Tới hai người? Dạ. Một người á thì anh Hưng yêu thật. Chị Lam bắt gặp quả tang hai người đi chơi ở trong khách sạn nhiều lần rồi. Một người á thì yêu đơn phương, chuyên nhắn tin yêu đương dớ dẫn, như thất tình với anh ấy, nhưng lại sợ anh ấy phát hiện ra nên nhắn tin xong là khóa máy ngay. Yêu mà vô vọng như vậy thì yêu làm gì ha? Thì như vậy mới là tình yêu chứ em. Đôi khi yêu đơn phương rất là đau khổ, nhưng mà đầy chất lãng mạn. Nhưng mà em có biết người đàn bà vô khách sạn với anh Hưng lại không? Em chỉ nghe nói loáng thoáng, em không biết. Nguyệt nói như vậy thì chính chị ta là chủ nhân của những tin nhắn kia, và đang ghen tức với người đàn bà đi vào khách sạn với anh Hưng mà mình bịa đặt ra rồi. Thiệt sự chị không ngờ anh Hưng là một người đàn ông như vậy. Em cũng thấy vậy đó chị. Alo. Alo, chị Lam hả? Như Thủy hả? Ừ, chị nghe đây. Em đã gặp và nói chuyện với chị Nguyệt rồi. Nói chung á là rất đáng ngờ chị ơi. Thì còn ai vào đây nữa? Nếu đúng là như vậy á thì chị không cần gì phải lo hết á. Chẳng qua là chị ta vì ghen tức nên chọc phá vậy thôi, chứ không sao đâu chị. Chọc phá cho bỏ ghét,
Hay là hai người vẫn còn quan hệ với nhau? Cứ cho là như vậy đi nữa. Thì chị Nguyệt nghe em nói chuyện cũng đã ngán tới tận cổ rồi. Không dám tơ tưởng gì tới ảnh đâu. Em nói chuyện anh Hưng với chị Nguyệt hả? Mà em có chắc không vậy? Chuyện dài nhiều tập lắm, để khi khác em kể chị nghe. Nhưng mà bây giờ em đang lo, lỡ chị Nguyệt mà mét với anh Hưng á là chết em luôn. Sao lại chết? Thì em đã đặt điều nói xấu ảnh để thăm dò thái độ chị Nguyệt chứ sao nữa. Nếu mà anh Hưng biết la mắng em á thì chị phải binh vực em đó nha. Được rồi, nhưng mà lần sau á em không được bắn đứng anh Hưng như vậy đó nha. Dù trong bất cứ trường hợp nào, em nhớ đấy nha. Em biết rồi mà. Muốn vào hang bắt cọp lại muốn bảo toàn lực lượng, coi bộ hơi khó đó chị hai. Thôi em cúp máy nha. Ừ, tạm biệt em nha. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà, có gì không anh? Ủa? Giờ này anh tưởng em đang ở trường chứ? Tưởng. Em buồn anh thiệt đó nha. Anh toàn tưởng gì em trật lất không à? Ủa? Mà anh hỏi em ở đâu để làm gì vậy? Có bao giờ anh muốn gặp em đâu? Có bao giờ anh cần em đâu chứ? Anh bận quá Tú ơi. Mà anh hỏi để cho biết khỏi lo lắng vậy thôi. Chứ làm sao hễ em ở đâu là anh tới đó được chứ? Dù sao thì anh em mình cũng phải có giới hạn, có khoảng cách chứ. Em ghét tất cả giới hạn và khoảng cách, nhưng mà một khi em đã thích rồi á, không ai có thể cản em được đâu. Không phải vậy đâu em. Cái gì nó cũng phải có khuôn khổ luân lý của nó. Mình không thể phá vỡ được. Anh chỉ muốn em tốt, để cho anh và mọi người đỡ phải lo lắng vì em. Cảm ơn. Đời không cần em thì bây giờ em cũng chẳng cần đời nữa đâu. Anh đừng có lo lắng cho em vô ích thôi. Kìa, sao lại như vậy Tú? Cuộc đời nào mà không cần em? Anh cố tình không hiểu hay là không muốn hiểu? Anh không hiểu thật mà. Một cô gái như em á, tương lai còn rộng mở trước mặt mà Tú. Chẳng có tương lai nào cả. Em chỉ thấy một bức tường trắng ngay trước mặt em, mà bây giờ em không có cách nào để phá vỡ nó đi đây nè. Anh đã vô tình không hiểu thì anh cũng đừng giải đạo với em nữa. Bây giờ em sẽ không nghe anh giống như em đã từng nghe anh đâu. Mới sáng sớm sao con về đây rồi? Vợ chồng có chuyện gì sao? Lam à, có chuyện gì nói cho má nghe coi, sao vậy hả con? Nói má nghe coi. Anh Hưng, anh ấy có lỗi mà còn la mắng con nữa chứ. Có lỗi là lỗi làm sao? Con không biết là có ai đó cứ nhắn tình yêu đường đủ thứ vào máy điện thoại của anh Hưng. Con hỏi thì một mực anh ấy bảo không biết ai. Má thấy có vô lý không? Em thấy như vậy là có chuyện rồi chứ còn gì nữa. Chị mà không làm chuyện này cho ra lẽ thì thế nào chị cũng bị khổ giống như má vậy thôi. Con đừng có đổ dầu vô lửa nữa. Chứ con nói không đúng hả? Bây giờ không lẽ má đi khuyên chị hai là phải chịu đựng, phải nhẫn nhục giống như má vậy sao? Con im đi. Má ơi, con biết làm sao bây giờ má. Thôi. Nè, tốt nhất là bây giờ con cứ im lặng đi. Đừng có để càng ngày càng xa vào những cái hờn ghen vô lối vậy. Nha, nghe má đi. Alo, tôi gọi anh hả? Thì anh nhìn số máy biết rồi mà còn hỏi nữa. Ủa, mà anh làm sao để chị Lam về khóc bù lu bù loa với má vậy? Thì cũng vì ba cái tin nhắn bậy bạ đó mà. Vậy ai nhắn tin cho anh mà anh không biết? Hay là anh giả vờ không biết? Thiệt đó, anh mà biết được thì khỏi nói. Anh biết thì làm gì người ta? Chưa biết. Nhưng nhất định anh không tha thứ. Nhưng mà lỡ người ta yêu anh thì sao? Thì đó là một người điên. Sao lại điên? Anh có vợ và rất mực yêu thương vợ,
không làm gì trái đạo lý vợ chồng. Ờ, có lẽ là điên thật rồi đó chứ. Theo anh nghĩ á, đây không phải chuyện yêu đương gì đâu. Có thể do ai đó ghen ghét mà thôi. Đã vậy cứ cho họ nhắn. Anh không thèm đọc, thèm làm gì nhau. Đúng rồi, thì anh cứ làm như vậy đi. Điên điên, tôi cũng muốn điên đi nè. Anh nhớ giùm, chồng tôi mới mất. Nếu mà anh có lòng tự trọng, đừng bao giờ nói chuyện với tôi như vậy. Nếu mà anh có đủ can đảm, anh hãy nói chuyện này với vợ anh đi. Tôi biết là anh không sợ vợ, nhưng nếu mọi chuyện đổ bể ra thì cái ghế nhân viên cao cấp của anh bị gãy, anh có sợ không? Má, má già rồi mà cũng có người theo đuổi sao má? Con nói cái gì vậy? Thì ba mất rồi, má còn sợ gì đâu nữa mà giấu. Ai vậy má? Con đừng có nói bậy nói bạ. Ai đâu mà. Chứ không phải cái bác mà cúng cho 3.000 đô sao? Nè, con đừng ăn nói hồ đồ vậy nha. Không phải thì thôi, má làm gì mà ghê quá vậy? Nhất định con sẽ tìm ra ẩn số này. Alo, Lam hả? Chuyện gì vậy con? Má ơi, anh Hưng bị tai nạn má hả? Hả? Nó bị xe đụng hả? Hả? Anh Hưng bị xe đụng hả má? Ờ, thằng Hưng bị xe đụng rồi. Đi. Em... Anh Hưng, sao chân anh lại bị... Anh còn đau chỗ nào nữa không? Anh không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Em ngồi đi. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có mà chạy ẩu vậy mà. Thôi mà em, tại em dẫn anh vô căn cứ nên anh vừa chạy xe vừa lo ra, không tập trung nên người ta đụng từ phía sau. Má, con đi đứng sao mà giữ giật con hả? Trời ơi, má nghe má rụng rời chân tay hết à. Con có bị chỗ nào nữa không? Dạ không sao đâu má. Người ta ở đây có chị hai chăm sóc rồi, má khỏi lo đi. À này em nè, đừng nói cho ba mẹ và Như Thủy biết nha, má công để họ lại lo nữa. Nhưng mà chân anh như thế này thì liệu có giấu được không hả anh? Ừ, cứ từ từ, tránh gặp mặt ba mẹ về hôm. Con à, nói dối như vậy là không có nên đâu. Dạ, đôi khi nói dối mà không làm người khác phải đau khổ vì mình thì cũng đâu phải là có tội đâu má. Má, không biết anh chị hai đi đâu mà con nhấn chuông hoài không thấy mở cửa. Chắc nó đi chơi, đi ăn hoặc là dậy bên nhà vợ nó chứ gì. Sao con không gọi điện thoại hỏi coi nó đang ở đâu? Con có gọi mà không có ai bắt máy hết á. Chắc nó đi ngoài đường xe cộ, không nghe chứ gì. Ừ. À, lúc chiều này có cậu gì đến tìm con á. Dạ, con gặp rồi ba. Ý, bạn trai con kiếm phải không? Thôi, ba má đừng có hiểu lầm nha. Anh Vinh á, hồi trước á, học chung với con. Còn bây giờ anh làm giấy tờ đi Pháp học chung với con mà má. Má hiểu lầm cái chuyện này á, tốt chứ sao con? Tốt gì mà tốt má. Thôi, má đừng nói chuyện chồng con với con ở đây, ngán tận cổ. Con gái mới lớn mà nghe đến chuyện chồng con mà ngán hết tận cổ. Sao vậy con? Dạ, ngán. Ngán như ba má vậy. Sao Nguyệt biết tôi bị tai nạn mà vô thăm? Có gì ở anh mà tôi không biết chứ. Nếu đúng vậy thì Nguyệt giỏi thật đó. Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi đến đây thăm một người bạn, cũng đang nằm ở bệnh viện này. Tình cờ tôi thấy anh, tôi ghé vô đây. Nhưng có lẽ anh không muốn có cuộc viếng thăm này đúng không? Thôi chờ anh tôi về. Cảm ơn Nguyệt nha. Ủa, ai vậy? Một người bạn cũ của anh.
Em ngồi đi. Kìa, em sao vậy Tú? Em không khỏe hả? Mà em xách cái gì cho anh nhiều vậy? Đồ ăn chứ gì nữa. Anh ăn luôn đi cho nóng, má mới mua đó. Má phải đến trường cho kịp giờ. Anh ăn luôn hay sao? Thôi được rồi, em cứ để đó đi, lát anh ăn. Úi da, em uống nước đi. Anh tệ quá phải không Tú? Ai biểu chạy ẩu làm gì? Thôi nằm nghỉ đi, để em đi rửa chén bát. Chắc chắn là cô ta rồi. Ủa, em mới nghe nói chuyện với ai mà? Có nói chuyện với ai đâu. Là anh đang bực mình với tin nhắn trong điện thoại nè. Ủa, người ta nhắn tin khủng bố anh hả? Đâu có đâu, em xem đi. Ủa, ai mà nhắn kỳ vậy? Hay là người ta yêu anh thật rồi? Phá chứ yêu đương gì kiểu này. Anh mà bắt được quả tang thì chết với anh. Thôi đi anh ơi, chị làm chị không ghen thì thôi. Chứ anh tức làm gì? Có ai là căm tức, ghét bỏ người yêu thương mình đâu anh. Anh nhìn gì dữ vậy? Em thành người lớn từ bao giờ vậy? Giờ anh mới biết đó, hả? Bây giờ anh mới biết em lớn thật đó. Vậy mới thật là tệ đó. Ủa, ba má? Ai nói mà ba má biết vào đây vậy? Chứ không phải con Nguyệt đến thăm con rồi sao? Trời ơi, chân cẳng dày mà giấu ba má là sao vậy Hưng? Chỉ bị nhẹ thôi mà má, có gì đâu. Thì ra chị ta là Nguyệt. Chị nghe đây em. Chị hả? Chị có biết chị Nguyệt bạn của anh Hưng không? Ừ, em hỏi chi vậy? Ờ, không có gì, nhưng mà em thấy chị vô thăm anh Hưng trong bệnh viện nè. Em nói gì? Nguyệt vào thăm anh Hưng? Ủa, sao chị có vẻ ngạc nhiên vậy? Tại chị tưởng Nguyệt đi nước ngoài rồi mà. Tú à, em cố gắng ở trong bệnh viện với anh Hưng. Đợi chị vào nha. Thôi, em đi về luôn đây. Ủa, sao vậy? Thì tại ba má ảnh vô rồi, tự nhiên em ở đây làm gì? Sao ba má chồng chị biết mà vào nữa chứ? Em đâu có biết đâu, chị cứ hỏi chị tên Nguyệt á. Thôi em cúp máy nha. À, ăn cơm với má đi con, rồi lát còn lo học bài. Con đã tranh thủ học ôn thi ở trong bệnh viện rồi, má khỏi lo đi. Thi tốt nghiệp phổ thông má không lo, má sợ thi đại học thôi. Ăn đi con. Năm nay thi rớt thì để sang năm thi, có sao đâu má. Nói vậy cũng nói à. Anh không báo tin, làm sao cô ta biết mà vào thăm? Thì ra anh cố tình giấu ba má để anh với cô ta dễ bề đi lại chứ gì. Đúng là giấu đầu hở đuôi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Em nói hết chưa? Chưa hết.
Bây giờ em không có nghe anh Thanh Minh nữa đâu. Toàn những lời biện bạch chối trá không à. Khổ quá. Anh phải nói như thế nào để em tin anh đây? Khỏi nói. Em chỉ tin vào sự thật. Trời ơi. Alo. Tôi đây. Tôi xin cô hãy buông tha cho tôi có được không? Anh nói cái gì vậy? Tha cái gì? Mà tôi có làm cái gì anh đâu. Mà anh bảo là tha chứ không tha chứ. Thôi đi. Cô đừng giờ dĩnh nữa. Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng. Nếu cô còn dùng sim điện thoại khác nhắn bậy bạ vào máy của tôi thì đừng trách tôi không khách sáo với cô đó. Sim điện thoại nào? Tôi nhắn cái gì? Mà sao anh ăn nói hồ đồ vậy? Cô hiểu rõ điều đó hơn tôi mà. Qua đợt kiểm tra chất lượng vừa rồi, kết quả học tập của học sinh lớp 5K đã tăng rõ rệt. Từ chỗ 60% học sinh yếu kém, bây giờ chỉ còn có 30%. Có được kết quả khả quan đó là nhờ công lao giảng dạy của đồng chí Thục và sự nỗ lực học tập của học sinh. Điều đó cũng chứng minh rằng phương pháp cải tiến giảng dạy của đồng chí Thành là có một cơ sở khoa học và thực tiễn đúng đắn. Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức nghiên cứu và nhân rộng phương pháp này cho toàn trường. Ý kiến của các đồng chí thế nào? Vậy nhà trường phủ nhận những phương pháp dạy học trước đây sao? Không, tôi không nói như vậy. Nhưng việc dạy và học không thể dậm chân tại chỗ. Nó phải được cải tiến và luôn luôn nâng cao. Vậy nhà trường có cho chúng tôi lớp giảng dạy ngày 2 buổi như lớp 5K được không? Ngày 2 buổi thì không. Bởi vì nhà trường không có đủ điều kiện vật chất. Mà bộ cũng không yêu cầu như vậy. Chỉ cần các đồng chí dạy tốt những buổi lên lớp của mình là đủ rồi. Còn trường hợp như lớp 5K, sở dĩ mà dạy như vậy, vì đó là lớp học sinh yếu kém, cá biệt như chúng ta đã biết. Tuy nhiên, nếu các học sinh lớp này đã theo kịp các lớp khác trong giáo trình, thì lúc đó trường sẽ cho học lại ngày một buổi như thông lệ trước đây. Nhân đây, tôi cũng xin thông báo với các đồng chí. Ban giám hiệu và công đoàn nhà trường đã quyết định tăng lương và trích quỹ phúc lợi bồi dưỡng giảng dạy ngoài giờ cho đồng chí Thục theo chế độ của nhà nước. Tôi biết số tiền này không đáng gì so với sự cống hiến của đồng chí. Nhưng nhà trường còn nghèo. Mong đồng chí Thục vui lòng nhận cho. Tôi cảm ơn sự quan tâm của nhà trường. Nhưng tôi chỉ xin nhận phân nửa tiền ngoài giờ. Còn số còn lại tôi xin ủng hộ vào quỹ học sinh nghèo của nhà trường. Vậy thì tốt quá. Tôi xin thay mặt quỹ vì học sinh nghèo, tôi xin nhận và cảm ơn chị. Dạ. Cái chuyện con đang đau, má không muốn nói nhiều. Nhưng mà con Lam á, nó giận con á, cũng có cái lý của nó. Chỉ có một người chồng á, tử sự đúng mức. Đứa con gái nào dám tỏ tình, nhắn tới nhắn lui với con vậy. Trời, má mà cũng không tin con nữa sao? Ừ, thì tin. Nhưng mà tình ngay lý gian con à. Con à, con phải dịu dàng với con Lam. Con mà căng thẳng với nó càng căng thẳng, nó càng nghi ngờ con hơn. Vậy là má chưa hiểu hết Lam rồi. Ngược lại, nếu con càng dịu dàng với Lam thì Lam càng nghĩ con có lỗi, nên mới chịu hạ mình như vậy. Lỗi phải gì? Làm chồng á, phải chiều chuộng vợ cho cửa nhà được êm ấm. Mà thua vợ mình á, chứ có thua ai đâu mà sợ nhục. Thôi, bây giờ á, con nghỉ đi, má về nha. Má cũng về nhà nghỉ đi, con tự lo cho mình được. Ừ, rồi, má lo cho má thì được rồi. Còn con kìa, con lo cho cái chân của con mau hết đi, rồi về nhà nghe chưa? Con biết rồi. Ừ, nghỉ đi, má về nha. Dạ. Ủa, Tú? Tú thi được nhiều chưa? Cũng tạm tạm thôi. À, Phong tính là tụi mình sẽ học nhóm như hồi học kỳ 1 có được không? Ừ, thôi khỏi đi. Sao vậy? Thì không sao cả, tôi không thích thôi. Nhưng mà nếu như vậy, tụi mình sẽ giúp nhau giải được nhiều bài toán khó hơn. Thì mọi người cứ học thi với nhau đi, tôi không tham gia đâu. Đây, chị qua đây nè. Ừ,
Em à, kể ra anh đã cho em hiểu lầm như vậy là anh cũng có lỗi. Anh đã nhờ Như Thủy thay sim số điện thoại rồi. Số mới này chỉ có người trong gia đình mình biết thôi. Ai mà muốn nhắn tin quậy phá mình, họ cũng không nhắn được. Vậy còn bạn bè và khách hàng của anh thì sao? Họ gọi di động không được thì sẽ quay sang gọi điện thoại bàn. Em phải lo về vụ đó. À, mà bác sĩ bảo là ngày mai anh có thể xuất viện được rồi đó. Mà có thật là bác sĩ cho về hay là anh xin về đó? Ừ thì anh xin về để chăm đỡ vất vả, không được sao? Ở nhà thoải mái hơn, anh quen rồi. Với lại không có em nằm bên cạnh, anh ngủ không được. Có thật không đó? Em hãy nghe thử đi. Trúng gì hết, cứ suy nghĩ lan man gì vậy? Mày lo thân mày đi. Con này, bạn bè mà mày nói gì lạ vậy? Lạ quen gì? Mày đừng có suy về chuyện đời tư của tao nữa. Tao cảnh cáo mày rồi đó. Giờ học sao mày xin phép cô giáo giùm tao. Tao bị bệnh đột xuất, tao nghỉ dưới tiết nha. Tao làm sao xin phép cho mày được? Không xin được tao cũng nghỉ. Mày nhớ tội mày đó, không giúp bạn khi cần thiết. Em đi rồi, anh chỉ nhớ về thăm ba má, để ba má buồn. Anh biết rồi. Có thể là đợi cái chân anh hết á, anh sẽ bàn với chị Lam dọn về bên nhà ở chung với ba má cho vui. Ừ, vậy cũng tốt. Chứ em đi rồi, em cũng áy náy lắm. Ba má già rồi, có chuyện gì cũng phải có người chăm sóc chứ. Anh chị về ở với ba má, em yên tâm lắm. Thôi, em về nha. Ừ. Thôi khỏi, anh không cần tiễn em đâu. Chúc em thường lộ bình an. Sang đến nơi điện thoại về cho anh nghe. Em biết rồi. Em đi nha. Đóng cửa giùm anh luôn nghe. Ai đó? Vô đi, cửa không khóa đâu. Ủa, anh. Tú. Ngồi đi em. Ủa, chị Như Thủy mới đến thăm anh hả? Ừ, Thủy đến chào anh đã đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Mà sao em biết? Tại vì em mới gặp chị ở ngoài kìa. Công nhận chị Như Thủy học giỏi quá anh ha. Ừ, em uống nước đi. Dạ. Mà không phải là em đang bận học thi à? Thì em mới đi học về rồi sẵn ghé thăm anh có được không? Không phải là không được, tại anh lo cho em. Mà em vẫn làm đơn thi vào đại học sư phạm đó chứ. Anh nghĩ là em có thể làm cô giáo được sao? Sao lại không được? Thì đó, sau bao nhiêu chuyện bày hài như vậy rồi, em còn dám dạy dỗ ai được nữa chứ. Em lầm rồi. Sau bao nhiêu chuyện như vậy á, mà em vẫn cố gắng vươn lên làm một cô giáo tốt thì mọi người khâm phục chứ sao. Hơn nữa trên đời này ai mà không có những sai lầm hả em? Nhưng mà em muốn thi vào công nghệ thông tin giống nghề của anh á. Mà thôi mày đừng nói chuyện này nữa. Là anh chỉ góp ý như vậy thôi, chứ còn quyết định là tùy ở em. Nhưng mà em nhất định là phải thi đậu vào đại học đó nghe cưng. Không giống cưng đâu à. Ủa mà anh, chị Lam á, có còn làm khó gì cho anh nữa không? Sao làm khó hoài vậy được? Tại vì chị Lam cũng thừa biết là anh chị yêu nhau, làm sao chị ấy có thể sống thiếu anh được. Anh tự tin quá ha. Tất nhiên. Vậy có ai quấy phá anh nữa không? Anh đổi số điện thoại rồi. Hả? Ủa vậy hả?
Vậy anh cho em số điện thoại của anh đi được không? Được sao không được. Em chỉ là ai đâu mà không được. Chờ anh chút. Dạ. Được rồi, máy rung là qua rồi đó. Để em lưu. Số máy của anh đó, em lưu lại đi. Nhưng mà nhớ là đừng cho ai số điện thoại này nghe. Ừ, em biết rồi. Em uống nước đi. Dạ. Em ơi, tới giờ vào rồi. Dạ, em biết rồi. Thôi, ba má về nghỉ đi ba má. Về đi ba. Con đến nơi nhớ điện thoại cho ba má nha. Dạ, con nhớ rồi mà má. Con biết rồi mà. Ba má yên tâm đi, có anh Vinh rồi. Con qua tới bên đó đó, sẽ gọi điện về liền à. Ba má yên tâm đi, đừng có lo cho con. Ừ, vậy tốt quá rồi. Hai đứa đi đi, đi trễ. Dạ, con chào hai bác con. Thôi, ba má về đi. Con đi nha. Nhìn hai đứa nó, tuyệt đôi quá không ha. Con uống sữa đi rồi học tiếp con. Má kệ con đi, khi nào cần thì con uống mà. Con có khi nào nghĩ tới chuyện ăn uống đâu mà bưng tới tận nơi rồi còn nhăn nhó nữa. Uống đi, bỏ xuống, uống đi. Má để con nghe cho. Alo. Alo. Alo, alo. Ai gọi sao mà không lên tiếng, tôi cúp máy rồi nha. Chị đây, em làm gì mà dữ vậy? Sao em cứ nói hoài mà chị không lên tiếng vậy? Chị bỏ cái tật đó đi nha. Tại chị vừa bấm máy thì điện thoại di động chị reo. Chị xin lỗi mà. Lỗi phải gì? Có chuyện gì thì chị nói nhanh lên đi. Sao em lại cáu với chị vậy? Út à, má có nhà không? Cho chị nói chuyện với má một chút. Có. Đợi chút. Đây má. Lâm hả? Má nè. Má hả má? Anh Hưng tháo bột rồi má. Vậy hả? Tháo bột rồi hả? Có đi lại chút chút được chưa? Dạ, cũng bình thường má. Ừ, vậy thì tốt rồi. Má chúc mừng tụi con nha. Dạ, con cảm ơn má. Dạ, má ngủ ngon. Ừ. Tại sao ông ta lại không gọi điện nữa chứ? Alo. À, là Phong đây nè. Ừ, biết rồi, có gì không? Nói đi. À, giờ này tôi đang học bài hay là đã nghỉ rồi? Nghỉ rồi. Nè, tại sao các bạn đưa lô bút cho nhau, Tú không chịu đưa lô bút cho Phong? Với lại không chịu lấy lô bút của Phong mà viết. Tú không thích cái trò trẻ con đó. Trời, đó là những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò mà. Có gì đâu mà trẻ con. Tùy cách nghĩ của mọi người thôi. Cúp máy đi nha. Tú. Người ta lại biết số điện thoại rồi nhắn tin cho anh nữa nè. Thôi kệ nó đi, anh không cần đọc đâu. Mà từ nay anh không dùng điện thoại di động nữa đâu. Xem nó làm gì được anh. Thôi được, anh không dùng cũng tốt. Hay em giữ điện thoại của anh,
em sẽ điều tra người đó là ai. Vô phương rồi. Như vậy thì tức chết đi được. Mày biết giờ thằng Phong nó viết gì vô lưu bút của tao không? Viết gì? Từ từ. Thế là mùa hè cuối cùng của đời học sinh đã đến. Nhìn hoa phượng vĩ nở, đỏ rực sân trường, Phong không còn háo hức như mùa hè đã qua. Bởi từ ngày mai, chúng ta phải chia tay nhau rồi. Mỗi người, mỗi ngã, dân dân và dân dân. Cha, thằng Phong nó viết sớm như vậy, chắc là nó xin mày rồi. Không có đâu, thằng Phong vẫn đeo đuổi con Tú mà. Nhưng con Tú á, nó là con Phong mà. Thì vậy nên mới có chuyện để nói. Ê, Tú tới kìa. Chào hai bà. Anh ơi, cho ba ly chè đậu đỏ nha. Kêu gì dữ gì mày, ăn sao hết? Ăn không hết cũng phải ráng. Bởi vì tao nghe nói, ăn chè đậu đỏ vô là hên dữ lắm. Thi đậu đậu đó đó. Phải không? Tụi bay ăn. Bày ra, sao bao nhiêu người thi trượt đó, người ta không biết ăn chè đậu đỏ hả? Thì có khi họ không biết thiệt sao. Không biết có nên tin hay không, nhưng ăn thì phải cứ ăn. Không đổ đại học thì cũng đổ chè đậu đỏ. Ăn đi, cứ ăn đi. Ăn hết rồi cứ thêm. Tú, chúc may mắn. Cảm ơn. Cái què tự chỉ có một gạch thôi. Vậy là con trễ ngày chứ không phải có thai đâu. Nhưng mà con thấy mệt mỏi và buồn nôn quá. Thì chắc là sức khỏe. Vì con lo lắng quá mà. Hay là con đi khám bác sĩ coi. Má nói vậy đi khám bác sĩ làm chi nữa, cho nó tốn tiền. Thì cũng phải đi khám tổng quát coi sao. Mà con Tú có làm bài được không mà giờ này chưa thấy về nữa không biết. Má lo làm chi, đang mùa thi mà. Chắc nó bị kẹt đường đó. Tú, con làm bài được không mà sao về trễ vậy? Tú, sao má hỏi em không trả lời? Em đã nói là không được. Em lắc đầu rồi mà còn hỏi hoài vậy? Tú. Ừ. Thôi con, môn này mình làm không được thì mình ráng làm tốt môn khác mình gỡ lại cũng được mà. Bây giờ xuống ăn cơm đi rồi chiều đi thi tiếp. Còn thi nữa đâu má. Sao vậy? Có thi nữa cũng có đậu, thi nữa làm gì cho mệt. Con làm bài thế nào mà bi quan dữ vậy? Con có làm được gì hết á, không điểm là cái chắc rồi. Trời ơi, con học hành sao mà tệ dữ vậy? Hoàn cảnh sinh ra số phận mà. Anh Hưng nè. Có vậy mà ăn uống không? Nằm dạ hoài vậy sao? Nằm dạ ai không nằm dạ má là được rồi. Vậy thì muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, đừng có nằm sát ra đó nữa. Con không cần má phải đuổi đâu. Con chào má. Ừ. Em Tú đâu má? Mấy ngày nay cứ nằm lì trong phòng, không chịu ăn uống gì hết đó. Trời, tôi không biết đói sao má. Thôi, để con gọi em Tú xem sao. Tú, Tú. Tú, Tú ơi, Tú mở ơi. Cửa cho chị đi. Em mà không mở cửa, chị nói má lấy chìa khóa mở cửa cũng vậy à. Chị đi về nhà đi, đừng có quấy rầy tôi được không? Tú. Sao em lại nói như vậy? Tú à, con mở cửa đi, anh Hân muốn gặp con nè. Con không có muốn nói chuyện với ai hết á. Đi về hết đi, má biểu đi về hết đi. Vậy thôi, Tú đang buồn, kệ nó đi má. Má à, 2 ngày nữa con đi Pháp rồi. Má nói với Tú là
Thôi lỡ rồi, em đừng có buồn nữa. Cố gắng học hành để sang năm thi lại. Ừ, má cũng nói hết lời rồi, mà nó có chịu nghe đâu. Còn nếu mà Tú không muốn đi học nữa thì ra công ty làm với con. Có đi làm, kiếm được đồng tiền nuôi sống mình thì mới khôn ra. Chứ ở nhà với má, làm trịch làm thượng, ai mà chỉ thấu. Kìa em, Tú nó đang buồn, em cũng phải thông cảm cho nó chứ. Thông cảm gì mà thông cảm? Anh có biết là nó làm khổ ba má như thế nào không? Thôi, má la thì la vậy thôi, chứ nghĩ cũng tội cho nó. Má cứ như vậy, em Tú không hư sao được. Má con về. Ừ. Đủ rồi đó, tôi cảm ơn lòng tốt của mọi người đó. Đi về hết đi, để cho tôi yên. Tú, thôi đi, nghe lời chị con được không? Con không cần má năn nỉ con đâu. Con chỉ cần má nói hết những gì mà má đang giấu con á. Ừ, thì má không giấu con cái gì hết. Vậy thì má hãy trả lời cho con biết, cái người đàn ông vẫn thường gọi điện cho má là ai? À, ai? Người đàn ông nào? Đó, thấy chưa, má vẫn cố tình dối trá mà. Con hỏi má, vậy chứ cái bác mà tự xưng là bạn của ba tới thắp nhang cho ba, rồi cúng 1.000 đô nhưng mà không gặp được má. Rồi sau đó con thấy bác đó ở chùa, con chỉ cho má nhưng mà má cố tình lẩn tránh. Bác đó là ai? Đang ở đâu và làm cái gì? Ờ, làm sao má biết được, con cứ hỏi lung tung mà. Con biết là má sẽ không nói rõ mà. Nhưng mà con nói cho má biết, con nhất định sẽ tìm ra người đó để làm sáng tỏ chuyện này. Chuyện này là chuyện gì? Con không được làm phiền người ta nha. Xin lỗi má, con không thể không làm rõ những điều con nghi ngờ. Tú, em cứ yên tâm mà đi, anh luôn một lòng một dạ với em. Đừng nghi ngờ dớ dẫn lung tung rồi ảnh hưởng đến sức khỏe em biết không. Em hãy tin anh. Thôi, anh đi về đi. Sang đến nơi nhớ điện thoại cho anh nghe. Có gì khó khăn cứ nhờ Như Thủy giúp đỡ nghe em. Ừ, em biết rồi. Ủa bác. Ừ, chào con. Con, có chuyện gì mà mời bác ra đây vậy? Dạ, con có gọi cà phê cho bác rồi đó. Dạ, bác uống cà phê đi. Ừ. Rồi con có chuyện này muốn hỏi rõ bác một chút. Vậy con không uống gì à? Dạ, con không biết uống cà phê. Vậy thì con uống thứ khác. Uống gì thì con cứ gọi đi. Uống đi, bác trả tiền cho. Ừ, con có tiền mà, tại con không uống cà phê được, chứ đâu phải tại con không có tiền trả đâu, bác cứ uống đi à. Vậy thì con muốn hỏi gì ở bác, cứ hỏi đi. Bác là bạn của ba con từ đó tới giờ. Vậy bác có biết cái bác gì mà hơi to cao, hình dáng có vẻ chạy chút một chút, thì con cũng không biết làm gì nhưng mà có vẻ giàu và hay đi với người nước ngoài không bác? Ừ, con hỏi mù mờ vậy sao bác biết? Cái hôm mà con lo xong hậu sự cho ba con á, bác ấy có đến thắp nhang và phúng điếu 1.000 đô. Ừ, nói là bạn của ba con ở xa mới về, mà bữa đó còn lại quên hỏi tên của bác ấy mới ghê. Vậy má con có biết không? Ừ, má của con hả? Má của con không biết có biết người đó không? Ờ, mà hai người có vẻ tránh gặp mặt nhau. Con linh cảm có chuyện gì đó. Vậy thì bác cũng chịu. Bạn bè, học trò của ba con nhiều lắm. Nhưng mà con muốn tìm bác ấy để làm gì? Con có linh cảm có một điều gì đó không ổn, con muốn làm sáng tỏ. Thôi đi con ơi, nếu bác ấy là bạn của ba con mà má con cũng không biết, và con thì muốn gặp mặt, con tìm người ta để làm cái gì, đúng không nè? Nhưng mà con nghi lắm. Ừ, con nghi cái gì? Chắc là bác cũng không biết được đâu à.
Con bé này, có chuyện gì quan trọng của ba má con mà bác không biết? Vậy bác có biết ba má con sống với nhau như thế nào không? Con nè, nhưng mà bây giờ ba con đã yên nghỉ rồi, bác thấy không nên nhắc lại chuyện cũ nữa con à. Vậy có nghĩa là bác cũng biết ba con đã từng có chuyện ngoại tình đúng không? Nhưng mà chuyện đó thì cách đây cũng gần mặt tuổi con rồi. Công bằng mà nói á, ba con rất là yêu thương các con. Vì vậy mà ông ta đã quyết định quay về với má con của con. Còn má con... Vậy còn má con? Má con á, thì khỏi phải nói. Một người đàn bà đức hạnh, hiền lành, một người vợ tuyệt vời. Các bác vẫn thường so bì má con với bà xã của bác và ghen tị với hạnh phúc của ba con đó. Bác tưởng có chuyện gì? Nhưng nếu đó là chuyện của quá khứ thì nên để cho ba con yên nghỉ. Đó là cách xử sự đúng đắn nhất của người hậu thế đó con. Không đơn giản như bác nghĩ đâu à. Có gì mà con Tú lại muốn tìm anh vậy? Tôi chỉ sợ cháu nó làm phiền anh nên dặn trước phòng xa vậy thôi. Được rồi, không có gì đâu em à. Em yên tâm đi. À, mà nếu không có như vậy thì chắc chẳng bao giờ em gọi cho anh đúng không? Tôi mong anh để mọi chuyện được yên, chứ không có mục đích nào khác đâu. Chị ơi, chị cho em đăng ký chi tiết cuộc gọi. Em cho chị biết số máy rồi viết vào đây. Dạ. Dạ đây à. Rồi, chị cảm ơn em. Vậy là xong phải không chị? Ờ, xong rồi. Em cảm ơn chị nha. Được rồi, mình đã có cách. Alo, em nghe nè. Sao, em đã dậy chưa hay còn nằm dạ đó? Em dậy rồi, nhưng mà anh đừng có nói với em cái giọng đó nha. Vậy em muốn anh nói với em cái giọng gì? Hay là anh nói, em Tú ơi, hãy ráng dậy ăn uống rồi đi chơi cho khuây khỏa. Lần này lỡ thua rồi, thì lần sau mình thi lại cho tốt. Anh vẫn đang chờ xin việc cho em đó. Anh đang chế giễu em đó hả? Không, anh đang nói chuyện nghiêm túc đó. Nếu mà em không dậy nằm lì mãi như vậy á là anh đánh đòn đó. Gì? Anh dám không? Đánh đi nè. Chứ bộ anh rể không đánh được em vợ hay sao mà em dám thách đố anh? Em có nhớ là anh đã hứa với ba như thế nào không? Đó là chuyện của anh với ba, không liên quan gì tới em hết á. Vậy mà có đó em cưng à. Dạo này á, làm đi xa, anh ăn cơm một mình cũng buồn. Hay là tối nay anh em mình đi ăn nhà hàng một bữa đi, được không? Ừ, vậy cũng được. Vậy nha, bye. Lam hả? Ừ, khỏe không vậy con? Như vậy thì tốt quá rồi. Hai chị em đang đi chơi với nhau hả? Ừ, hai đứa đi chơi cho vui nha. Thằng Hưng hả? Nó vẫn khỏe, cả nhà mình vẫn bình yên, vui vẻ lắm con. Thôi, đừng nói chuyện nhiều, tốn tiền lắm. Má cúp máy nha. Ừ, chào hai con. Còn Làm á, nó gặp cô Như Thủy ở bên Pháp rồi. Hai đứa đang trò chuyện với nhau á, vui lắm ông ơi. Vậy thì tốt quá, còn gì nữa bà, hả? Ừ.
Tú, ngồi đi em. Anh tới lâu chưa? Anh cũng mới tới. Ừ. Dạ chào anh chị. Anh chị dùng gì ạ? Em ăn gì cứ gọi đi. Cứ gọi thoải mái vô. Đừng sợ anh không có tiền trả nghe. Trời, anh làm như em là đứa háo ăn không bằng vậy đó. Cho em mì hải sản đi chị. Nè anh. Anh cũng vậy. Dạ. Dạ. Em cười như vậy có phải là xinh đẹp hơn không? Tối ngày cứ ngồi ủ rũ như con gấu bông vậy. Anh lại bắt đầu giảng đạo với em nữa rồi đó. Thôi thôi, anh xin lỗi. Con Tú nó tìm anh để nói những chuyện như vậy thiệt hả? Đúng như vậy chị à. Tôi nghĩ là cháu đang bức xúc chuyện gì đó mà nó không tiện nói ra. Mà có lẽ đó là một nguyên nhân, chính là một lý do đã khiến cho con bé thay đổi giống như chị vừa nói. Ừ, tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng vấn đề sâu xa nó là cái gì? Từ đâu? Điều này chắc có lẽ chị nên tâm tình với cháu. Mẹ con á phải nên cởi mở với nhau. Vậy thì mới biết cháu nó muốn gì, nghĩ gì. Tụi trẻ bây giờ tụi nó không có đơn giản giống như mình ngày xưa đâu chị. Là như vậy càng hiểu anh càng thương em nhiều hơn Tú à. Tú à, bây giờ em có người để chia sẻ rồi, có bất cứ gì vui buồn em cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình rồi sinh ra trầm quốc đó, em hiểu không? Thôi em ăn đi. Tú, má muốn nói chuyện với con một lát. Thôi đi má, con mệt rồi. Tú. Tú đúng là tội nghiệp quá. Mình phải làm sao để giúp cho em nó sống vui vẻ và tin yêu cuộc đời như trước đây. Alo em hả? Em nè. Chứ không lẽ anh đang mong chờ điện thoại của ai hả? Em lại như vậy nữa rồi. Anh đi đâu em gọi suốt buổi tối mà không liên lạc được. Anh đi ăn với Tú chứ đi đâu. Hai anh em vui quá ha. Thì nó vừa mới thi rớt tốt nghiệp, mình phải động viên an ủi đó chứ em. Thì em có nói gì đâu, hai anh em đi ăn với nhau thôi mà cũng khóa máy, tức chết đi được. Khóa gì đâu, máy anh hết pin, mới về nhà cắm ổ sạc vô đó. Hèn chi, em gọi khắp nội ngoại cũng không thấy anh đâu hết. Anh à, Tú nó đỡ buồn hơn chưa? Ừ, cũng đỡ hơn lúc em còn ở nhà. Ừ, thì cũng phải từ từ. Em thấy Tú nó biết nghe lời anh lắm đó. Anh nên khuyên giải nó giùm em nha. Anh biết rồi. Công việc của em bên đó ra sao? Nói chung là cũng được rồi. Như Thủy nó khuyên em không nên đi xa lâu ngày, nên có thể em sẽ về sớm hơn dự định anh à. Chứ không phải nhớ anh mà về à? Ai mà thèm nhớ anh. Chứ không phải anh không muốn em về sớm à? Em lại nói bậy bạ rồi. Bậy bạ gì? Anh đừng có tình cũ không đủ cũng tới nha.
Nếu mà có là chết với em đó nha. Ừ, anh biết rồi. Em cứ về sớm mà kiểm tra. Vậy anh ngủ sớm đi, bye anh. Alo, anh nghe. Alo, em sao vậy? Dạ, vậy là con chứ không phải má con Tú. Vậy bác là bạn của má con, chứ không phải là bạn của ba con. Giống như hôm bữa bác tới bác thắp nhang cho ba con, rồi để lại 1.000 đô phải không ạ? Con bé này cũng thông minh thật. Alo. Ủa, sao bác không trả lời con? Ờ, thì là bạn của hai người mà. Ủa, bác tên gì vậy? Bác tên là Vĩ. Còn con là Tú chứ gì? Đúng không? Hả? Sao bác biết tên con? Ờ thì hồi nào đó bác con nghe ba má con gọi tên con mà, nên nhớ vậy thôi. Dạ, cảm ơn bác đã thành thật với con. Con muốn gặp bác để được nói chuyện nhiều hơn được không ạ? Nhưng bây giờ bác đang ở nước ngoài, để khi nào về bác sẽ điện thoại cho con. Được không? Dạ được, nhưng mà bao lâu thì bác về? Chắc cũng phải cuối năm nay con à. Trời, lâu dữ vậy bác. Hay có gì con nói qua điện thoại cho bác được không? Nhưng mà bác phải trả lời thành thật với con đó nha. Ừ, được rồi, con cứ hỏi đi. Giữa bác với má con á có quan hệ như thế nào với nhau vậy? Thì như bác đã nói là bác là bạn của ba con, cũng như là bạn của má con mà. Sao khi ba con còn sống con đâu thấy bác tới nhà con chơi đâu? Thì tại bác đi công tác dài hạn ở nước ngoài, chứ có phải là bác ở trong nước đâu. Ừ, cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà con cảm thấy giữa bác với má con giống như là có một điều gì đó bí mật á. Con nghĩ như vậy thật sao? Chẳng qua khi ba con mất đi, bác thấy cảnh nhà mình quạnh vắng. Bác muốn an ủi má con vậy mà. Sao tự nhiên bác gọi điện tới? Bác gặp con bác không nói gì hết trơn vậy? Chắc tại sóng điện thoại có vấn đề gì đó con. Chứ sao gặp con bác lại không lên tiếng được? Nếu không tin, con cứ hỏi má con. Thôi, bác đang bận hợp, gặp lại con sau nha. Dạ. Đây là tấm hình má chụp chung với bạn bè hồi trẻ. Sao có một người má lại cắt đi? Người đó là ai? À, cô này hình như là cô Hồng. Phải rồi, đúng là cô Hồng rồi. Mình nhất định phải tìm cô Hồng hỏi cho ra mới được. Con chào cô. Tú, vô nhà đi con. Dạ thôi được rồi cô. Con qua đây ngồi đi. Dạ con. Con chỉ muốn hỏi câu chuyện này. Vậy ra ghế đá ngồi đi con. Chuyện gì con cứ nói đi. Cô cũng có mặt ở trong bức hình này. Vậy cô có biết cái người ở bên phía này, cái người bị cắt ra là ai không hả cô? Con muốn nói cái người mà má con đã cắt ra ở bên phía này nè cô. Con muốn biết để làm gì? Con tò mò vậy thôi. Người bị cắt ra hết chính là bác Vĩ. Bác Vĩ? Cô có làm không ạ? Làm sao mà nhầm được? Tại cô cũng có một bức ảnh cũ kỷ niệm như thế này mà. Nếu vậy thì đúng là người này rồi. Sao? Người này thì sao? Là con muốn hỏi cô đó. Cái người này nè cô, có mối quan hệ như thế nào với má con hả cô?
Thật ra cũng không có gì đâu. Hồi đó bác dĩ đeo đuổi má con, nhưng má con lại yêu và lấy ba con. Vậy mà má con cắt bỏ tấm ảnh của người ta ra như vậy mà được à? Thiệt là. Chỉ có vậy thôi hả cô? Ừ, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà ba của con có biết bác Vĩ này không cô? Biết. Hai người vẫn thường ghen bóng ghen gió với nhau mà. Thì ra là như vậy. Sao một chuyện đơn giản bình thường như vậy mà hai người cũng phải nói dối? Đáng nghi quá. Tú, con sao vậy? Có gì muốn hỏi cô con cứ hỏi đi. Dạ. Cô có biết bác ấy bây giờ đang ở đâu? Làm gì? Vợ con thì ra sao không cô? Bác ấy hiện vẫn làm bên sở ngoại thương, hay đi nước ngoài lắm. Còn vợ con thì cũng ở ngay trong thành phố này thôi. Mà có cậu con trai học giỏi lắm à. Nghe nói đậu thủ khoa đó. Được học bổng, chuẩn bị đi du học nước ngoài. Ủa, vậy hả cô? Ừ. Nói chung, nếu mà má con chọn bác dĩ thì sẽ có một cuộc sống vật chất khấm khá hơn, nhưng chưa chắc hạnh phúc như ba má con. Dạ, nhưng mà ba con đã bị đột quỵ đi xa rồi ạ. Cô cũng có mặt trong đám tang đó, nhưng chắc tại nhiều quá con không có nhớ ra. Dạ, con cảm ơn cô. Ừ. Vậy con xin phép cô con về. Con về nha. Dạ. Dạ, con chào cô về. Con. Mình quên hỏi cô Hồng nữa. Con trai ông ta tên gì ta? Phong cũng vừa được học bổng sắp đi du học. Liệu có phải là Phong không? Alo. Ừ, Tú nè. Không, không có gì đâu, Phong đừng hiểu lầm. Tại Tú muốn hỏi là ba của Phong tên gì thôi. Hả? Tên Vĩ hả? Không, không có gì hết á. Tại có người nhờ Tú hỏi giùm thôi. Không có gì hết á. Thôi chào Phong nha. Quá ra là như vậy. Nhất định là có vấn đề rồi. Mình nghi lắm. Mình phải tìm cho ra mới được. Vợ con đi vắng, cứ về nhà ăn cơm chung với ba má có vui hơn không? Ra ngoài tiệm ăn á, vừa tốn tiền lại vừa hại sức khỏe nữa. Cũng tại bạn bè, xong việc là tụi nó cứ rủ đi nhậu mà má. Con á, cứ vui chơi với bạn bè như vậy á, nhậu nhẹt hoài, con làm nó không vui biết chưa? Thì làm đi vắng, con cho mình tự do một chút không được sao má? Không được. Nó đi vắng á, còn càng phải nghiêm túc hơn mới là người chồng tốt. Má khắc khe quá à. Vậy mà ba chịu đựng được á, con cũng để ba ghê. Gì? Để phục cha con á hả? Chứ không đúng hay sao mà chửi nó. Bà lấy tôi là xuống vách rồi đó. Cái ghê, bà tưởng hàng hiếm. Vậy là con quyết định không thi lại hả? Dạ không. Tại vì con thấy có học nữa cũng học không có vô nên thôi. Vậy con chờ chị Lam về á, rồi nói với nó là con xin vô công ty nó làm đi. Có làm con làm chỗ khác, chứ con không làm chung với chị Lam đâu. Chị em mà sao con cố chấp vậy hả? Con không thích thì con nói không thích, chứ con không có nói gian dối được giống như người ta. Dạ, con chào bác. Mời cô vô nhà. Dạ. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ.
Cháu vừa nói tuần sau cháu đi Pháp phải không? Dạ, con có việc phải qua bên Pháp một thời gian bác à. Vì vậy cho nên con ghé bác để con xem thử Thủy hay không. Và tiện thể con xin số điện thoại của Thủy để qua bên đó có gì chị em gọi điện thoại liên lạc với nhau. Tại con mất điện thoại cho nên bị mất hết số của mọi người rồi. Số điện thoại của con Thủy á, dạ, thì để bác lấy cho. Còn đồ á, thôi khỏi. Vì con Lam, vợ thằng Hưng á, mới đi Pháp, hiện giờ đang ở bển á. Ủa, vậy hả bác? À, thôi bây giờ con ngồi đây chờ bác. Bác lên lầu lấy số điện thoại cho con nha. Dạ. Bác không nhớ số của nó. Dạ. Mình có nên đến chia tay lần cuối với ảnh không? Ủa, là Nguyệt hả? Em là khách không mời mà đến đúng không? Có chuyện gì mà Nguyệt phải tìm đến đây? Em đến thăm anh không được à? Ý là tôi không phải vậy. Nhưng mà làm đi vắng không có nhà, Nguyệt đến đây như thế này dễ gây hiểu lầm lắm. Anh Hưng trông có vẻ sợ vợ phải không? Sợ thì chẳng ai sợ ai. Nhưng mà vợ chồng thì phải biết chịu ý nhau để mà sống. Vậy thôi em về nha. Dù sao thì Nguyệt cũng đến đây rồi. Có chuyện gì thì Nguyệt cứ nói đi. Anh sống có hạnh phúc không? Tất nhiên. Mà sao Nguyệt lại hỏi vậy? Em không thích trả lời bằng những câu hỏi như vậy đâu. Thôi, Nguyệt nên đi. Có lẽ ở lại đây khiến anh Hưng khó chịu. Chào anh. Chào. Vậy là kết quả vượt ra ngoài mong đợi của chị hai rồi đó nha. Chiều nay chị còn muốn đi đâu nữa không? Em dẫn đi. Cảm ơn em. Chị muốn nghỉ ngơi một chút. Mai chị còn về nữa. Chị điện cho anh chưa? Chị gọi điện rồi. Chị dở quá à. Dở cái gì? Đáng ra chị không nên gọi điện cho anh bất ngờ. Hả? Sao em không nói trước? Em đâu ngờ chị điện cho anh gấp vậy. Tại chị cũng nôn nóng về với chồng chứ gì. Thì vợ chồng ai mà chẳng vậy hả em. Hay là để em gọi điện nói lại cho anh. Thôi em, giờ này á chắc là anh ngủ say rồi, gọi làm gì nữa. Thì thôi vậy. Dạ con chào cô. Con Tú nó qua con rủ con đi học mà. Ủa, con đâu có thấy nó hẹn hò gì đâu cô. Không phải hai đứa hẹn nhau đi học rồi đi coi hài kịch sao? Dạ đâu có. Con tính rủ nó đi qua chia tay với Phong. Vì ngày mai Phong đi du học rồi cô à. Vậy nó đi đâu? Dạ để con gọi điện hỏi nó. Dạ Tú khóa máy rồi cô à. Sao vậy? Ủa, Tú không tới cùng Nhi sao? Không, nó không có ở nhà. Gọi điện cũng không nghe máy nữa. Thôi kệ Tú đi. Các bạn tới đông đủ với Phong là được rồi. À, Nhi uống gì vậy? À, cho Nhi một trái dừa. Em ơi, một trái dừa nha.
Lam, Lam, Lam. Anh nhớ em quá. Em cũng vậy. Mà kệ con, má ra ngoài đi. Con cứ như vậy làm sao má yên lòng được. Tốt nhất là má để cho con chết đi cho rồi đi. Con muốn sống nữa. Con tưởng má sinh ra con, nuôi con lớn khôn như vậy dễ dàng lắm sao mà con nói như vậy hả? Vậy má coi cuộc đời này có gì đáng sống không? Thôi được rồi, nếu vậy bây giờ hai má con mình cùng nắm tay nhau nhảy xuống sông đi. Dậy, dậy, nhanh lên, dậy đi, dậy. Tại sao má không ôm con nhảy xuống sông lúc con còn đỏ hỏn á? Bây giờ con muốn má chết con mới vừa lòng hả Tú? Giờ đến phòng thật là thoải mái quá đi. Nhớ em lắm hả? Anh. Gì vậy em? Sao ở nhà ngủ vậy, anh không xếp mền gối gì hết vậy? Bừa bộn quá đi. Xếp làm gì cho mất công, để về tối ngủ luôn cho nó khỏe, khỏi mở ra. Bừa bộn vậy mà anh coi được à? Thôi phụ em đi. Được rồi. Anh Hưng à. Gì em? Bông tai này ở đâu ra đây? Bông tai gì? Thì đây nè, anh nhìn thấy không? Thế này là thế nào hả? Anh giải thích cho em ngay đi. Ờ thì em lạ chứ, làm sao anh biết được? Bằng chứng rành rành như vậy mà anh còn muốn chối nữa hả? Nói cho em biết ai đang ngủ ở phòng này. Em nói gì lạ vậy Lâm? Lạ vậy chứ bông tai này ở đâu ra? Anh nói đi, không lẽ nó từ trên trời rơi xuống à? Anh hết đường chối cãi rồi chứ gì? Chồng ơi là chồng. Kỳ lắm, em nghe nó đã. Lâm, Lâm. Giờ này á, chắc con Lâm nó về rồi. Ông chở tôi qua nhà tụi nó coi tình hình của Như Thủy bên đó như thế nào. Thì con mới về để cho nó nghỉ ngơi xa hơi chứ. Nhưng tôi nóng ruột quá, không chịu nổi. Sao con Như Thủy nó gọi về ngày một đó? Bà ông hỏi đi, nóng ruột làm gì? Ông mới lạ. Con Như Thủy nó gọi điện thoại về á, lúc nào nó cũng muốn nói cho vợ chồng mình vui. Tôi muốn hỏi con Lam á, trực tiếp mắt thấy tai nghe như vậy á, có đáng tin cậy không? Thôi, ăn mau đi rồi đi. Ừ. Anh đừng có động vào người tôi. Anh nói cho tôi biết đi, chiếc bông tai này là của ai? Vì sao lại rơi trên giường của tôi? Được rồi, anh nói thì em phải tin anh đó nghe. Anh nói cứ nói, tôi tin hay không tùy thuộc vào tôi. Ờ, chiếc bông tai ấy á, là có thể của cô bạn anh nghĩ lại đánh rơi. Cô ta tên gì, làm gì và ở đâu? Tại sao cô ta lại ngủ trên chiếc giường của tôi? Ừ, cô ta là bạn học của anh thời sinh viên, nhà tận miền Trung lận. Vô đây công tác ít ngày, hôm bữa ghé thăm. Không may trời mưa khuya quá không dám về, nên anh đã bảo cô ta nghỉ lại trên giường của mình. Còn anh thì ngủ trên cái salon này nè. Chuyện có vậy thôi em à. Anh nói chuyện như là anh nói cho trẻ con nghe vậy. Tại sao anh không gọi taxi cho cô ta về? Tại anh nghĩ đơn giản, mình vô tư trong sáng có gì đâu mà sợ. Được, cứ cho là như vậy đi. Vậy cô ta tên gì, làm gì và ở đâu? Số điện thoại thế nào? Anh cho tôi biết đi, để tôi tự tìm hiểu lấy. Em có cần làm như vậy không? Sao không cần? Tôi không dễ bị lừa gạt như anh nghĩ đâu. Anh nói đi, cô ta là ai, làm gì và ở đâu? Sao? Anh không trả lời được hả?
nó khó quá đúng không? Bộ mặt thật của anh đã bộc lộ ra rồi đó. Dù gì thì cũng không thể nói được Lam à. Nhưng xin em hãy tin anh, anh không làm gì có lỗi với em đâu. Anh thề đó. Anh đừng có thề nữa. Tôi không cần anh thề thốt. Vấn đề là cô ta là gì? Là gì của anh? Mà sao anh phải che chở cho cô ta như là báu vật vậy? Là gì hả anh? Cô ta chẳng là gì cả. Nhưng ở đời có những thứ còn đáng giữ gìn hơn báu vật nữa em à. Anh dám thừa nhận với tôi như vậy sao? Được rồi, vậy thì anh cứ ở đó với báu vật của anh đi. Kìa, Lam, Lam à, anh xin em mà Lam. Lam, Lam à, Lam, hãy nghe nó đã Lam. Nè, chuyện gì vậy? Ba má. Dạ, con chào ba má. Hai đứa mới đi xa về, mà tại sao vậy? Thôi vô nhà có gì nói chuyện cho ba má nghe coi. Dạ, ba má cứ vào nhà đi. Anh Hưng có chuyện sẽ nói cho ba má nghe. Con không còn gì để nói nữa. Lam. Lam à, Lam. 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 Nếu là bạn bè trong lúc lỡ đường ngủ lại, vậy tại sao con không nói tên cô ta cho vợ con biết? Cứ để cho nó thắc mắc, nghi ngờ làm cái gì? Chắc nó sợ con Lam làm mất mặt nó chứ gì. Mà có mất mặt đi nữa, với vợ và bạn con phải cân nhắc coi ai hơn ai chứ. Nhưng chuyện này con không thể nói ra. Ba má đừng làm khổ con thêm có được không? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả hạnh phúc của gia đình vậy? Thì con cứ giận đại một tiếng, để cho ba má còn biết đường mà lo. Khổ quá, ba má mà còn không tin con nữa sao? Thì con cứ chứng minh là con vô tội đi. Sao không chứng minh được chứ gì? Thôi kệ nó, về ba. Con lo mà giải quyết cho em Thắm đi. Tan nhà nát cửa như chơi chứ không phải chuyện giỡn đâu. Về không? Ừ. Sao vác vali về vậy con? Nè, bộ có chuyện gì nữa hả? Lần này á, con không có chịu nhường nữa. Má biết không, con đã hỏi và anh ta cũng đã thú nhận là có con nhỏ đến ngủ nhờ rồi. Nhưng lại nhất quyết không nói tên người đó là ai. Cũng không chịu nói cho con biết nó làm gì, ở đâu. Má thấy như vậy có tức không? Con nghĩ là chắc là anh ấy sợ chị làm phiền người ta, cho nên anh ấy không nói chứ gì, đúng không? Làm phiền gì? Ừ. Rồi con đùng đùng con xách vali về đây vậy đó hả? Vợ chồng chuyện đâu còn có đó. Phải bình tĩnh thì mới giải quyết được chứ. Nhưng mà nhất định ảnh không nói tên của người đó ra. Còn hỏi má, bây giờ còn hy vọng gì nữa? Mà má bảo con phải bình tĩnh. Lần này á, không thể tha thứ cho anh ta được. Thì chuyện bây giờ cứ cho là cái chuyện nó đi ngủ nhờ đi. Nhưng mà đâu phải vì cái chuyện đó mà con nghi ngờ chồng con. Không lẽ con nghĩ là nó phản bội con? Trời ơi, sao má lại tin người như vậy chứ? Tại sao con hỏi ảnh cô ta ở đâu, làm gì, anh ta không nói? Bây giờ con phải đi xác minh cô ta ở đâu, làm gì, như vậy con mới tin anh Hưng. Thôi, theo ý má, cái gì bỏ qua được thì con bỏ qua đi. Cứ làm lớn chuyện lên rồi tan nát bây giờ. Con không cần. Nếu mà chồng con không chịu nói ra tên con nhỏ đó là ai, ở đâu, con sẽ làm đơn ly dị ảnh. Con thấy như vậy là đúng rồi đó. Chị phải làm căng lên mới được. Chứ nếu không hả, đàn ông mà mình dễ dãi như vậy là không có được đâu. Thôi đi, con có biết là tìm một người chồng đàng hoàng là rất khó khăn không? Cứ hở một chút là con cứ đốc đốc vô để cho phá tan gia đình người ta làm sao? Con đâu có dám tính như vậy đâu. Con hỏi má, nếu mà anh Hưng đàng hoàng thì làm sao con nói được? Chứ con thấy á,
Tha thứ như má, rồi được cái gì đâu. Ân hận cả đời. Con... Tôi cam đoan với ông, tôi chắc chắn với ông luôn á. Cái con mà thằng Hưng không dám nói ra là con Nguyệt, chứ không có ai hết á. Sao bà dám chắc như vậy? Thì lúc trước con Nguyệt nó có ghé đây, tôi có nói con Lam nó qua Pháp để tìm nguồn hàng. Biết con Lam không có ở nhà, nó mò ở nhà thằng Hưng có chết không. Ông thấy không, con gái bây giờ ghê gớm ha ông. Cái đó là bà suy diễn ra, chứ biết đâu không phải vậy thì sao? Không phải nó. Ai vô đây mà thằng Hưng không hư cũng phải hư đó ông. Mở dân miệng mèo mà. Chị Lam có tức tối thì tức, chứ anh sao lại tức người ta. Em nghĩ chẳng ai nỡ đi căm tức người yêu thương mình hết, phải không anh? Trời ơi, làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ đây? Tú ơi. Dạ. Kêu chị Lam vậy đi con. Vậy ăn miếng cháo cho tỉnh táo rồi chuyện gì tính sau đi. Má nói chị vậy xuống ăn cháo kìa. Rồi chuyện gì thì từ từ tính. Thôi, chị không ăn nổi đâu. Chị mới lạ đó. Mình phải ăn đi có sức mới đối diện với sự thật phũ phàng được chứ. Đó cũng là bài học đắt giá mà em trải qua rồi. Em thì có gì đâu mà phũ phàng. À, đó là chuyện của riêng em. Chị không nên tìm hiểu để làm gì. Tú à, hai chị em mình là hai chị em ruột, nhưng chị thấy em đối xử với chị như người dân nước lã vậy. Thôi, chị xuống đi, má chờ dưới á. Tú, nghe nói nè. Sao anh Hưng tới mà má thấy con không chào hỏi gì hết vậy? Má cũng biết rồi đó, con là người chú ghét sự phản bội mà. Con thiệt à. Hưng tới hả con? Má, cho con sang đây giải thích với má. Ừ, có gì vô nhà đi rồi hả nói. Tú, Lam, hai đứa xuống đây. Ăn xong á, ông đưa tôi qua nhà con Lam nói chuyện coi sao. Nói gì mà nói, bà cũng không nên can thiệp sâu vào chuyện tụi nó, kệ nó. Nói như ông, làm cha làm mẹ, không lẽ cứ đứng nhìn vợ chồng nó gây lộn với nhau rồi chia tay nhau sao? Đến chừng đó hãy tính. Đến chừng đó còn gì để nói nữa. Ủa, chứ không lẽ vợ chồng mà dễ chia tay nhau đến như vậy à? Thời này chứ không phải thời xưa đâu mà ông nghĩ vậy. Lúc mà tụi nó muốn lấy nhau hả, cha mẹ có cấm cũng không có được đâu. Rồi bây giờ bỏ nhau, mình có cản cũng đâu có được đâu ông. Bà cũng nói vậy thì qua đó làm gì? Thì mình cũng phải qua đó phát biểu ý kiến cho đã nư. Phải cho tụi nó biết mình quan tâm tới tụi nó chứ sao. Không lẽ để mẹ con nó vậy hoài sao được. Thôi, ăn đi rồi chờ Hưng về coi sao nữa chứ. Chứ tôi nghe bà nói riết điếc tai điếc não, chắc tôi sẽ sớm quá. Ông khỏi lo. Ông mà chết hả, tôi uống thuốc chuột chết theo ông cho có đôi. Vừa lòng không? Cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy bạ hoài. Ăn đi. Hưng nó nói vậy đó, rồi con nghĩ sao? Tất nhiên là con không thể tin anh ấy rồi. Mà thấy đó, ảnh có ăn năn hối lỗi, có thiện chí gì đâu. Trước sau gì á cũng chỉ một giọng điệu như vậy thôi. Không ăn năn, không thiện chí, nó qua đây nói chuyện với má làm gì? Con cũng vừa phải thôi.
Vậy má bảo anh nói tên con nhỏ đó ra đi. Khổ quá. Nhưng mà anh đâu có làm gì có lỗi với em đâu. Là vợ chồng sao em không chịu tin anh? Niềm tin thì cũng phải có cơ sở, đâu phải nói tin là tin ngay được. Thôi anh đi về đi. Từ bây giờ anh đừng tới đây làm phiền tôi nữa. Khi nào tòa án gọi tôi sẽ gặp anh ngoài đó. Kìa em. Con về suy nghĩ kỹ, chứ căng thẳng về hoài không thuyết phục được nó đâu. Dạ thôi, thưa má con về. Chị, chị có nghi ai không? Có, Nguyệt. Vậy có phải Nguyệt là mối tình đầu của anh Hưng hả? Đúng vậy. Vậy em thấy là chị... Sao chị không đến gặp thằng bá luôn đi? Hỏi cho ra lẽ chứ nằm ủ rũ hoài có giải quyết được vấn đề gì đâu. Sao chị lại không nghĩ ra ta? Hay là em chở chị đi nha. Nhưng mà em đâu biết nhà bà đâu đâu. Chị biết, vì có lần Như Thủy đã nói địa chỉ của cô ta cho chị biết. Vậy còn chờ gì nữa, đi. Má. Ủa, hai đứa đi đâu đó? Tụi con đi công chuyện một chút. Dạ. Chào chị. Dạ. Hai cô cần gì? Chị cho em gặp Nguyệt được không ạ? Con Nguyệt đi Pháp rồi mà cô. Đi lâu chưa ạ? Mới đi sáng nay. Mà đi làm chi vậy chị? Nói hai cô bỏ qua. Tại mọi người ở nhà ép con Nguyệt lấy người mà con Nguyệt không có ưng, nên con Nguyệt buồn bỏ đi Pháp rồi. Dạ. Em cảm ơn chị ạ. Dạ. Chào chị. Hai cô. Em thấy không? Đúng là Nguyệt chứ không phải là ai khác. Sao chị khẳng định như đóng cột vậy? Thì tình cũ không đủ cũng tới mà. Cũng chính miệng anh Hưng nói là hình như Nguyệt đang buồn chuyện gia đình, cần được chia sẻ. Ủa, mà vậy là chị nhất định làm đơn ly dị thiệt hả? Không thật thì giả sao? Thôi đi. Mà em thấy chị còn thương ảnh, với lại anh Hưng cũng yêu chị lắm mà. Hết rồi, hết thật rồi. Con nhờ ba má qua nói với vợ con một tiếng, chứ làm căng lắm, còn đòi làm đơn ly dị với con nữa. Có trời mà xuống đây nói á, nếu là má hả, má cũng làm y như con Lam vậy. Thì con cứ khai tên con nhỏ đó ra là xong chứ gì. Trời ơi, ba nghĩ đơn giản quá. Vậy là có thật rồi, còn kêu trời gì nữa con. Khổ quá, ba biết cái gì mà nói. Thôi, con làm con chịu đi. Chị gọi điện thoại qua Paris hỏi Như Thủy rồi. Theo Như Thủy nói thì Nguyệt nó biết lúc đó chị vắng nhà. Trước khi sang Pháp, nó có đến chào ba má chồng chị và gặp anh Hưng. Em thấy không, chị nghi đâu có sai đâu. Vậy là chị nói hết mọi chuyện cho chị Như Thủy nghe luôn rồi hả? Ừ, có gì đâu mà phải sợ. Rồi chị Như Thủy nói sao? Như Thủy nói là sẽ gặp trực tiếp con Nguyệt ở bên đó, rồi dò hỏi xem sao. Nếu mà đúng như vậy thì Như Thủy sẽ có cách đối phó. Cách gì? Chị cũng không biết. Nhưng mà cái thứ vụng trộm như vậy, đời nào mà nó chịu nhận.
Ủa, hồi trước em thấy chị có đeo đôi bông tai màu hồng ngọc đẹp lắm mà. Sao bây giờ không thấy? Chị cũng thích đôi bông tai đó. Nhưng có lần tắm biển ở Vũng Tàu, chị đã làm mất đi một chiếc rồi. Chị cũng đi tìm mua lại, nhưng mà không có tìm được. Vậy thì tiếc thiệt. Trời ơi, tiếc gì cưng. Nhưng mà bù lại, chị được một bữa tắm biển thiệt là thỏa thích. Dạ, em nghe. Em đang ngồi với chị Nguyệt nè. Anh có rảnh thì qua đây. Quán mà tụi mình hay ngồi đó. Dạ, dạ được. Lát nữa bạn trai của em sẽ ra mắt chị đó. Ủa, vậy hả? Cho em tò mò chuyện chút nha. Chị có bạn trai chưa? Thiệt sự là chị đã yêu một người. Và bây giờ chị không thể yêu người khác được nữa. Vậy là chị cực đoan quá rồi đó nha. Chị cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà đó là chuyện của trái tim mà em. Con đã nói hết lời như vậy mà ba má không chịu tin con sao? Chẳng lẽ ba má muốn nhìn vợ chồng con chia tay sao? Làm không tin con đã đành. Chẳng lẽ ba má sinh con ra mà cũng không tin con sao? Alo, chị Xui hả? Con cái nó làm phiền vợ chồng tôi với chị quá. Chị Xui, chị đừng nói như vậy. Có xin lỗi á, là vợ chồng tôi xin lỗi chị. Dạ rồi, tôi hiểu mà. Gặp tôi và chị thì cũng giống như con Lam thôi. Dạ rồi, gặp sau nói chuyện nha chị. Dạ, chào chị. Chị Xui á, mới gọi điện thoại qua xin lỗi vì không khuyên được con Lam về với chồng nó. Và xin phép vợ chồng mình á, cho con Lam ở nhà bển thêm vài bữa. Rồi từ từ á, chị khuyên con Lam. Không ai khuyên con Lam ra ngoài con hết trơn á. Liễu hồn đó. Theo như Thủy điều tra, đúng là Nguyệt mất một cái bông tai. Nhưng nó nói là mất ở Vũng Tàu. Em có tin được không? Không lẽ có sự trùng hợp như vậy sao? Thì đó, làm sao mà có chuyện trùng hợp như vậy được. Hai thế thật là kỳ lạ. Chuyện này chị không thể tha thứ cho anh ta đâu. Chị nghĩ vậy, nhưng mà làm gì có cơ sở chắc chắn đâu. Rồi, chị sẽ tìm ra cái cơ sở đó. Em cứ chờ xem. Alo, Như Thủy hả? À, chị đây. Em cho chị số điện thoại của Nguyệt được không? Thì chị nói chuyện điện thoại với Nguyệt đó mà. Em không có hay là không muốn cho chị biết. Em mới mất điện thoại à? Chị biết rồi. Em cố gắng xin lại số điện thoại của cô ta cho chị biết nha. Chị đợi. Em cứ yên tâm đi. Chị với cô ta cách nhau nửa dòng trái đất mà. Chị làm gì được cô ta? Được rồi, chị biết rồi. Em đừng có lo. Chào em nha. Lam ơi, Lam. Lam, em mới về hả? Anh à, em chỉ về để lấy quần áo của em thôi. Em à, chúng ta không thể sống thiếu nhau được đâu em. Chứ anh nghĩ rằng
Em có thể sống trong căn nhà này và nằm trên chiếc giường mà anh đã ngủ với cô ta sao? Làm à? Không có chuyện đó đâu em. Chiếc giường, căn nhà này và anh đều hoàn toàn trong sạch mà em. Em hãy tin anh đi em. Làm à? Tin anh. Em đã tin anh. Và em đã ra nông nỗi như thế này đây. Nhưng anh hoàn toàn vô tội với em mà Lam. Nếu mà em không muốn ở trong căn hộ này nữa, mình bán đi mua căn hộ khác nha em. Bán căn hộ này đi mua căn hộ khác. Em có thể bán trái tim của anh, mua một trái tim khác thế vào được không? Anh xin em mà Lam. Lam à, anh xin em hãy hiểu cho anh. Anh thề là anh không làm gì có lỗi với em hết. Em hãy tin anh đi Lam. Thôi, anh khỏi nói đi. Em đã biết người đó là ai rồi. Và vì vậy, tôi càng ghê sợ và kinh tởm anh. Lam à, em hãy hiểu cho anh Lam à. Lam, anh buông tôi ra đi. Buông Lam, ra đi. Anh xin nè, em mà Lam. Buông ra đi. Anh bỏ tôi ra. Muốn em ra đi. Bỏ tôi ra. Anh đi mà xin người yêu quý của anh đi. Từ bây giờ, tôi và anh không còn gì để nói với nhau nữa. Có người nào đâu Lam. Không còn gì để nói nữa. Kìa Lam. Chuyện tôi nói tới vậy rồi, bây giờ tính sao đây ông? Có mà trời tính á. Mà cái con Nguyệt đó thiệt là kỳ cục. Yêu người ta không được thì phá. Tôi muốn điện thoại kêu nó ra, tôi chửi cho nó một trận đó ông. Bà lấy cớ gì mà để chửi bới người ta? Bà cứ cho là có chuyện vậy đi. Nếu như thằng con bà nó không thương người ta thì làm gì có chuyện xảy ra. Trời ơi, mở mà dân miệng mèo. Mèo không ăn mới là chuyện lạ đó ông. Tôi rành lắm. Tôi rành đàn ông mấy ông lắm. Bà đừng có quơ đũa cả nắm nghe. Thì đó, ông tự kiểm điểm lại ông coi có không. Cái bà này kỳ lạ chưa. Sao, cứng miệng không nói được phải không? Mà trăm sự cũng tại có Như Thủy mà ra hết trơn á. Thằng anh nó không chịu thì thôi, còn em bài đặt nhẫn bạn bè chi cái thứ đó. Bạn bè làm cái gì cho ra cái chuyện này không biết nữa. Còn nhất thiết phải làm vậy đó hả? Con không thể tha thứ được cho anh ta má à. Thằng không có chồng, chứ con không thể chấp nhận một người chồng phản bội. Thôi, chuyện ly dị để tính sau đi. Bây giờ, trước mắt á, má thấy là hai đứa nên xa nhau một thời gian để mà tính tâm suy nghĩ kỹ lại đi. Khi nào cảm thấy chín chắn rồi á, thì hãy quyết định. Nhưng mà nếu muốn như vậy á, thì con phải qua bên nhà thưa với ba má chồng con một tiếng, không thôi họ trách. Rồi về ở với má với em được rồi. Nha. Má. Thank you.